Sao nó ở đâu ra nhỉ? Lúc này chín rồi. Căng nhỉ. Bây giờ diệt cái thằng kia mới là vấn đề. À, một đống quả ở trên kia. 700 phương. Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục cái series của game 7 Day to Die, Tắc Death 4, một tựa game sinh tồn hậu tận thế zombie. À, mình sẽ nhận một cái nhiệm vụ level 5, là lấy túi. There's this fantastic. I hope you can pull it off. Mode bắn thú. Well, good luck with that. Hiện tại khẩu này là nó cũng chưa mắc, cho nó lốt mắc. Khẩu này mắc. Ai đổi cho cái này, nó có súng ngắm. Cái này mắc rồi. Đấy, làm một cái nhiệm vụ level 5. Mình chắc mình sẽ chế thêm một ít xe nữa. Làm một cái nhà để xe. Siêu xe luôn. Hay là cái nhà này, chỗ này nó là level 5 mà chỗ này là rất nhiều mìn nhá. Ô, chỗ này mà lấy túi là khó đấy. Nhưng chỗ này là nó ở dưới lòng đất. Mình nhớ cái chỗ ấy. Chỗ này là lấy túi là rất khó nha, 40 mấy mét ạ. Khó đấy chứ không phải đơn giản đâu. Bìn miếc đầy. Rồi đặt cái này ở xuống dưới này cho nó chuẩn bài. Con ong rồi. Hai con ong ạ. Mình bắn thì chắc chắn là zoom nó sẽ ra. Đâu à? Ôi giời, quên. Mày hả bưởi. Ăn một phát select down luôn đấy. Ở đây mình có thể mình nhìn thấy zoom. Mình có thể lén nút đi vào. Đây rất nhiều zoom nha. Ok. Đấy. À, mình tăng mắc cái điểm ấy rồi. Có đứa nó bị ấy rồi. Bọn này nó chưa phát hiện ra đâu. Thôi bắn thôi. Mình bị sứt một tí tay ạ. Và đang không có thuốc. Với mình bắn chết con ấy có thể mình sẽ lấy được mật ong. Ây à, nghe thấy tiếng chó ạ. Có cái em mật ong đâu. Mình nhớ là mình bắn chết. Bây giờ đang bị bệnh vì mìn này, chỗ này là toàn mìn đấy nha các bạn. Để dẫm vào là thôi đi luôn đấy.
Ok, chỗ này cách đây 42m ạ. Ở dưới lòng đất thì khó rồi. Làm cái nhiệm vụ này đúng là siêu khó. Level 5. Rồi, cái này ngon này. Đây, chỗ này là cái chỗ mà có ấy đây các bạn. Có hòm. Mình có thể sử dụng bọn zombie ở đây. Đấy, chỗ này thì chắc là mình sẽ mở gần được luôn ạ. Chắc chắn là zoom nó sẽ ở đấy, rất đông. Thế bây giờ phá một phát xong rồi phải đặt luôn thì mới ổn. Thôi. Nếu mà thế thì mình thử bắn bằng súng này, nó có ấy không nhỉ? Mở cửa. Rồi, một đống zoom ở đây, chỗ này là chỗ đi xuống. Cứ bình tĩnh. Trước khi đi xuống đi lên. Chỗ này đi lên khá là nguy hiểm. Có hàng à. Hàng đấy.
dao ghẻ. Dao này là dao xịn ấy, nhưng mà bây giờ với mình là dao ghẻ. Ok, lấy cái này. Dao titanium. Phải luôn luôn đứng ở trên đây xem là có cái bọn rung ở ngoài không. Cái này đây là chả cần lấy. Chỗ này nó khá là chật hẹp. Kia có hai con rung trắng cũng không quan trọng. Đây rồi, có hàng. Nó ra đây. Nó đang ở chỗ khác ạ. Nó bị tụt xuống. Nó tụt xuống ở dưới này. Nó xuống lại là ở cái khu này. Ở dưới này là khá là khó chịu. Nó ào ra một cái là vỡ mồm ngay. Nó ở tầng dưới. Mình phải xem đấy. Chỗ này cách đây 19 mét. Phải đi theo hướng này ạ. Vậy còn phải ở dưới sâu nữa. Thế thì khoai rồi. Lại phải đi xuống đây nữa. Chỗ này zoom này thì quá là khó chịu luôn các bạn. Thôi mở. Đây là liều đi thôi chứ bình thường mình chả bao giờ nhận cái nhiệm vụ kiểu này. Ôi mình còn đang bị bệnh nữa. Đây là mình đang đi ra một cái hướng mà gọi là khá là nguy hiểm. Chắc là phải để vãi cả đái ạ. Đấy, không có ấy trước thì là vỡ mồm ngay. Có cái này là cái này là cái nhẹ nhàng nhất. Nó tuồn xuống ấy các bạn. Ví dụ như ở bên trong này nó nhảy xuống các bạn. Là rất là nguy hiểm. Nên mình sẽ làm một cái riêng. Cứ an toàn là trên hết đã. Ok, ở đây trong đây nó rất là nhiều. Này thì nếu mà có zoom thì mình sẽ phải đóng cái cửa ở đây đi. Bây giờ đang trời tối rồi. Đi theo kiểu đen nút. À nó phát hiện rồi. Không sao, có một con thôi. Do mình đóng cửa. Này khỏe nha. Khỏe ạ. Chỗ cửa này thì chỉ cần đặt. Nó đi cái hướng nào đây? Quá nó. Nó đi đâu cái kia? Thank you.
thế? Có ấy ở trên rồi. Có tại tại đây hàng. Yeah.
đây đã mình treo trong không bán, không bán thì ok luôn. Làm cái nhiệm vụ đúng là mẹ. Được cái là mình biết cũng được khá run đấy. Cái nhiệm vụ 5 này Fresh Summer 5. Nói chung là chơi làm nhiệm vụ 5 cũng được các bạn. Làm nhiệm vụ 5 thì nó Shotgun Factory này thì cũng được này. Cái này mình chưa bao giờ mình làm, không biết là nó như thế nào. Nhưng mà nếu mà làm cái nhiệm vụ Shotgun này thì nó khá là nhiều zoom ấy. Mình giết là nó sẽ lên level khá là nhanh ấy. Mình thử làm cái nhiệm vụ này. Ôi ok, 3 viên luôn. You're welcome. Mình cần phải uống 2 viên. Thuốc đâu? Đây. Thế một phát được 10%. Uống thêm một phát nữa. Hình như là chỉ cần một phát là xong luôn ấy. Mấy còn dùng rẻ này. Ở đâu ấy? Mày phá chứ. À, mình có thể cất đồ ở đây, mình đi làm một cái Q5 này nữa. Q5 cũng khá căng ấy. Chủ yếu là nó lại có cái con ấy nó ở ngoài thì cũng là đúng là mệt. Đột nhập vào nhà một cách nhẹ nhàng. Nói chung là bây giờ đi buổi tối là còn ok hơn. Vì nó gọi là không có tiếng ồn mấy. Select Dam cũng mạnh hơn, hiện tại đây nó có khá nhiều zoom. Mình lại bắn tên nổ. Thế bắn tên nổ, bắn tay. Ok, cái này nhỉ. Bắn tên nổ ạ, một phát chết, úi dồi ôi. Một phát chết chùm luôn. 5-6 con ạ. Cái này thì ngáo luôn. Nghe vào 5 cho nên nó sẽ rất là đông zoom. Có sách. Thêm được mấy cuốn sách. Thôi cứ thấy các túi này đi mà. Ok. Chỗ này là cái chỗ bọn à. Chưa biết. Lúc nào cũng phải cho mình cái con đường lui. À nó ở trên à. Ở trên thì mình không cần phải đi xuống dưới này. Mình sẽ lên trên đấy. Thực ra bây giờ mình chả cần cái đồ gì cho nên là mình không tháo hố cái túi lam làm gì các bạn. Mình sẽ lên trên này. Trên này chắc chắn là sẽ đông zoom thôi. Rồi. Chắc chắn là nó sẽ dậy. Chưa kịp dậy ạ. Chưa kịp tỉnh. Xem có chim không. Chẳng lẽ lại không có con chim nào. Rồi. Chim này. Kia nó có 2 xác. Ở đây 3-4 xác. Rất nhẹ nhàng. Đây cái túi đây rồi. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng thôi. Mình có thể giết mấy con zoom ở đây được. Ở trong đây. Nhẹ nhàng vào bắn chết thôi. Hay à. Đùa quá. Đó quá. Mình đang không có thấy. Để giết bọn này ra. Đang không muốn động các bạn. Ra đây giết. Nhảy lên đây. Nhảy. Giết bọn này để lên cấp luôn các bạn. Được rồi. Bé kia này, rơi bố xuống dưới. Chó má. Con này nó tụt xuống dưới rồi.
nó rơi xuống dưới của kệ nó. Xử lý mấy con này, mình sẽ xử lý với thằng này. Chỗ này là cần phải đi nhẹ này. Đi nhẹ nó sẽ cười duyên. Khá là đông zoom. Bắn chết thằng đầu. Thằng béo này. Bắn bằng cung này vẫn là êm nhất các bạn. Xử lý rất là nhanh gọn. Có thằng có tiếng. Từ từ, vẫn có thằng. Có. Tuổi gì ngay. Thật tuyệt ngay. Trong chỗ này là cũng bị rơi ạ. Nó bẫy lắm, nói chung là mình chỉ thích chơi ở những cái chỗ mà nó cao thôi. Cao thì mới biết được. Vặn mấy cái này đi. Có zoom không? Bây giờ đang muốn đánh động zoom cho ra càng nhiều càng tốt. Những cái khu như này là rất nguy hiểm, nó mà chặn đầu chặn đuôi. Hiện tại ở trên mình thì ok. Nói chung là bây giờ về thôi. No loitering. Không cho xem được một cuốn sách xuất gân. Nghe thì có tiếng zoom nó đi. Shotgun thôi. Factory. Chỗ này là chỉ clear thôi. If you agree to, glad you. Chỗ này là sẽ là biết zoom để lên level đấy. Ủa sợ có con ma lữ các bạn. Chỗ này sợ có ma lữ. Ok. Nói chung là phải đi từ đầu vào trong. Cái này thì cũng không cần phải đặt cái này đâu, nhưng mà mình cứ đặt theo thói quen. Vào trong đây mới cần phải đặt này. Lên xử lý nhẹ nhàng ở trong đây để mình ngồi xuống mình xem zoom nó ở đâu. Cái gì đấy? Cái gì mà nó xè xè đấy? Chỗ này đáng nghe là bắn súng là phải lắp lòng giảm thanh các bạn thì mới hợp lý. Hạn chế tiếng gọi ấy. Sau là kiếm làm chế hai cái lòng giảm thanh. Rồi. Mấy bọn này dùng dao giết. Ra đây. Dùng dao giết còn nhanh hơn. Đơn giản như đan dổ. Ví dụ như cái bọn ở ngoài nó tràn vào nó căng. Cứ từ từ mà đi thôi. Chỗ này chắc chắn là có hàng. Mình sẽ đi từng khu một các bạn. Rộng rãi này thôi, cứ làm một cái ở đây. Đây chỗ nào cũng phải có một cái nhảy lên là cũng hơi nguy hiểm rồi đấy. 10.000 máu ạ. À chỗ này thì mình mở cái này ra cho nó dễ.
Có cái này mở luôn. Rồi phải nhảy lên đây, nếu mà thử nhảy lên đây này. Hơi khó. Chắc chắn là có zoom ở đoạn này rồi. Ai da. Ghê vậy. Rồi ra đây. Bắn cái này thì ok hơn. Mình đang muốn đi nó nhẹ nhàng. Kia có hàng. Chỗ này là chỗ cần phải ấy đấy. Đây, xin cho nó ra đây. Mày, xử lý nhẹ nhàng các bạn. Mình chơi này, nhẹ nhàng. Ở đây nó có mấy con. Nói chung là mình đi càng nhẹ nhàng thì mình giết được càng nhiều. Còn muốn nhanh thì mình có thể chạy ra thôi. Đấy. Nhưng mình thích chơi theo kiểu lén lút. Nằm trước, nằm trước. Nằm xuống. Thằng kia. Đập, nằm xuống. Mình có biết được vị trí bằng cái ấy mà. Bằng từ cái skill của hung. Đi săn mà các bạn. Đây nó có ở bên kia. Nhưng mà bây giờ bắn xuyên được không? Con tím. Rồi, bắn nó còn nằm xuống. Xử lý đơn giản gọn nhẹ. Nằm xuống. Nằm xuống. Thế nào mới gọi là lính đặc chủng đúng không? Nó phải khác với người chơi bình thường đúng không? Cần thiết thì mình cứ cho một phát ở đây. Ở đây nó sẽ có một cửa để ra. Đâu còn một thằng nữa. Chắc chắn ở kia. Mình mở như này thì cũng hơi kinh. Đáng lẽ là lên đóng. Mở tất ạ. Ok. Chỗ này coi như là hết luôn rồi. Đấy. Clear hết rồi. Bây giờ là đi đâu? Đấy, đi. Đây đây đây. Từ đã. Rồi. Nằm xuống. Bọn này phải ba một cái nhanh nhá, không là nó phá vỡ cái này. Mình cứ up lên. Lên up. Đấy. Lên up, lên up, lên up. Xử lý không tiếng động. Xuống dưới này có mấy thằng. Ở đây toàn zoom ghẻ thôi cho nên cũng không vấn đề gì cả. Zoom trắng. Nhưng mà trước nhất là mình cũng cứ phải làm cái đã. Bọn này là zoom ít máu. Ok là một. Góc này là không có này. Thì nó chỉ có ở đây thôi. Mình sẽ đi rộng rộng lên. Rồi. Nằm béo này. Nằm xuống. Này bắn vào chân thì chắc chắn là không có chết. Ok luôn. Nằm xuống. Còn một con nữa ở góc này. Đi nhẹ nhàng tránh cái rác. Một con ở ngoài. Mình lên level rồi đúng không? Mình sẽ tăng. Ui. Mình sẽ tăng cái điểm nhấn nút lên các bạn. Cái này Faster Hidden Shadow. À đây cái nhấn nút nó có cái phần nào nhỉ? Đây. Select này. Cái này cần này. Cái này à, tăng lốt cái gì nữa. Đây tăng lốt cái này lên cho nó khỏe. Cái
Cái này là bán hàng trader, thưởng nhiều hơn nha các bạn khi làm nhiệm vụ. Còn cái này thì nó sẽ tăng đồ loot, tăng đạn, tăng điếc các thứ nữa. Nhưng mà phải tăng cái cuối cùng mới được tăng. Ừ. Rồi mình sẽ tăng cái này. Giao dịch. Êm hơn. Không có tiếng zoom. Rồi. Nhẹ nhàng, rón rén. Như đã được huấn luyện các bạn. Nói chung là cứ làm một cái có tiếng, tiếng ở ngoài. Ở trong đây bắt đầu khá nhiều. Mình đi từ từ tầng 1 lên mà. Bắn vào chân nó. Thằng này chắc chắn là nó. Ui, thằng này không được. Thằng này khỏe nhá. Thằng này khỏe. Khỏe thì thôi lại phải ra đây. Ê à. Không được. Cầm dao. Thằng kia nó đang ở ngoài. Ơ kìa. Thằng này bị hâm à? Thế mình phải bắn nó mới ra. À rồi nhảy rồi. Mày. Nhẹ nhàng xử lý, nhẹ nhàng đẩy cho hàng thôi. Kia có một thằng. Mình xây tủ thế. Xây vào ấy. Thằng này mình có thể đi gần nên mình bắn vào đầu nó. Ôi giời, mình cũng gần hết ấy rồi. Gần hết tên bố rồi. Căng rồi. Còn 30 mấy cái tên thôi. Làm. Xử lý rất nhẹ nhàng, không cần tốn đạn các bạn. Chỗ này thì tự tin rồi, cũng không có zoom nữa đâu. Hết zoom rồi. Đóng tạm vào đã. Đi nốt cái chỗ này. Đây có cái túi đồ. Đây có một cái chỗ để đi ra. Từ từ khoai nó sẽ nhừ ở đây, chắc chắn là có hàng. Mở nhỏ nhẹ. Chỗ này thì cũng phải làm một cái. Đi từ từ. Chỗ này hay là cái chỗ đầu. À chỗ này là chỗ đầu mình vào rồi. Đúng không? Đây chỗ này này. Chỗ này là rất dễ có hàng. Thôi để đảm bảo an toàn. Ây da. Hơi khoai. Ở kia có hàng. Chỗ này là chỗ thoát. Chỗ này là có hàng. Ầm. Nó không giống như kiểu lính đặc chủng. Mình đây là mình đi đột nhập. Đột nhập chứ không phải đấy. Tên đang sắp hết rồi. Thì làm sao cho nó giống đột nhập. Ừ.
có thể nó vẫn còn zoom. Xây chặn được thì nó là ngon nhất. Bắn nó sẽ tập trung. Mình cứ nhẹ nhàng đẩy xe hàng thôi. Đi từng tầng, dẹt từng tầng. Lên đến tầng trên cùng là xong. Chỗ này nó cũng có chỗ nhảy là mình cũng có thể chơi được. Không sợ. Kia có một bé này. Chỗ này chắc chắn là rất nhiều. Rất nhiều nha. Chỗ này thì mình cũng không cần lấy đồ. Chỉ cứ rút thôi. Rút cho nó lên level thôi chứ còn không cần. Khát nước à? Khát nước còn đói nữa. Ok. Cứ từ từ mà đi thôi. Đây có 2, 3, 4 thằng. Chỗ này khá là rộng. Và làm một cái trụ ở đây đi. Chỗ này rộng thoải mái. Nhẹ nhàng đi tiếp. Chỗ này ấy già. Khá nhiều zoom. Về nhà phải chế thêm nhiều tên các bạn. Ở đây nó rất nhiều zoom. Mình quên đó, mình cũng phải tăng một ít điểm về cho cung nhỉ. Cung hiện tại mình chưa tăng. Súng là mắc rồi, còn ống súng ngắm nữa. Súng ngắm thì chưa mắc. Cần phải bắn lên. Chỗ trong đây là cũng có rất nhiều zoom này. Những cái chỗ này là rất dễ ấy nhá. Thực ra là mình có thể chơi kiểu người zoom được. Nhưng mà mình phải diệt mấy cái thằng này trước đã. Rồi. Ở đâu ra?
luôn. Vẫn còn nha. Mình sẽ phải đi như này để cho nó động. Từ khoai nó sẽ nhừ, nó có rung ở trong đây, có cả cái chim nữa, mình sẽ từ từ. Xử lý đơn giản, còn rất là nhiều các bạn. Đứng lên đây là ngon rồi, chắc là mình phải đi ra đây. Xử lý bọn này. Nằm xuống, nằm xuống. Ok. Chỗ này nó rất rất nhiều, nó lại ở đây ạ. Thằng này bắn chết luôn đi. Mình cứ thế mình đi thôi. Phong cách đi đẳng sơ cấp. Nằm xuống. Ok, ở đây có 3 con. Rồi.